Tiểu sử diễn viên Trí Quang. Diễn viên Trí Quang là một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt. Vốn là cử nhân kinh tế, nhưng Trí Quang lại quyết định rẽ ngang sang phim ảnh. Nam diễn viên được khán giả yêu mến và biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Ngã Rẽ Cuộc Đời, Vết Sẹo, Hướng Nghiệp. Song song với hoạt động diễn xuất, nam diễn viên lấn sân vào sân khấu kịch. Trí Quang tên đầy đủ là Võ Ngọc Thi, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1976. Ba mẹ anh thích có con gái nên trước lúc sinh anh ra đã đặt tên sẵn. Anh là con út trong gia đình có 12 anh chị em, tại Hóc Môn. Năm lên 9 tuổi, mẹ anh mất. Vì rất thân với mẹ nên việc mẹ qua đời khiến cậu bé Thi đau khổ tột cùng. Cậu khóc nhiều đến mức mà vào ngày thân xác mẹ được đem đi chôn cất, cậu mệt lả không lê chân nổi. Người nhà phải để cậu lên xe xích lô chở theo ra nghĩa trang. Kể từ đó, Võ Ngọc Thi sống với cha. Dù nhà có nhiều anh chị em và nhận được sự quan tâm của nhiều người, nhưng cậu bé Thi phải tự lo chuyện nấu nướng. Đặc biệt, cậu rất chăm học và học rất giỏi. Động lực học tập này xuất phát từ hoàn cảnh của 11 người anh chị. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo mà ai cũng bỏ học sớm, cậu nỗ lực học tập với khát khao giúp gia đình thoát được cảnh bần hàn. Ít năm sau, cha của Võ Ngọc Thi cũng qua đời. Cậu chính thức trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vào độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, hụt hẫng và hoang mang như gà con lạc bầy. Nhưng Võ Ngọc Thi phải tự động viên mình cố gắng vượt qua. Trong những lần các nhà sư đến tụng kinh cầu siêu cho cha và mẹ, một vị sư đã thấu cảm nỗi đau và nhìn thấy phần thiện lương trong con người cậu bé Thi. Ông đã thực hiện lễ quy y cho cậu và đặt cho pháp danh là Trí Quang. Ngay sau khi cha mất, một người anh về ở cùng cậu bé Thi trong mái nhà đơn sơ dột nát của cha mẹ để lại. Dù được anh chị thương yêu, nhưng vì cảnh nghèo chung nên Võ Ngọc Thi vừa đi học, vừa bán cơm bình dân phụ chị ruột. Khi còn là học sinh cấp 3, anh sinh hoạt trong đội văn nghệ thuộc Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn. Năm 1998, anh tốt nghiệp hệ cao đẳng khoa quản trị kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội, chi nhánh phía Nam, rồi về làm kế toán cho công ty của anh rể tại Biên Hòa. Năm 1999, Trí Quang tham gia và đạt giải cao trong cuộc thi Thanh Lịch, 18 thôn Vườn Trầu. Ngay sau đó, anh được huyện nhà cử đi tham dự cuộc thi Thời trang người lao động, tổ chức tại Cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh và bất ngờ đạt ngôi vị cao nhất. Cơ may này đã đưa anh vào con đường người mẫu chuyên nghiệp tại câu lạc bộ người mẫu Hoa Học Đường, cùng thời với Hứa Vĩ Văn, Trương Minh Quốc Thái, Ngọc Thúy, Xuân Lan. Lúc này, anh lấy pháp danh Trí Quang làm nghệ danh. Sau đó, anh tiếp tục đăng ký thi vào triển vọng điện ảnh. Dù bị loại từ vòng ngoài, nhưng anh vẫn có cơ hội đóng MV ca nhạc cho một số ca sĩ như Mỹ Tâm, Phi Nhung. Tiếp đó, anh được nhận vai diễn đầu tiên, nhân vật Vĩnh Tiến lúc trẻ trong phim Bến Sông Trăng. Sau đó là các phim như Xích Lô, Hướng Nghiệp, Đường Về, Ám Ảnh, Taxi. Ban đầu diễn xuất còn non nên được một số nghệ sĩ chỉ dạy và kiêm thêm nghề diễn viên sân khấu để có thêm kinh nghiệm. Anh đã tham gia tại các sân khấu kịch như Tao Đàn, Nụ Cười Mới, 5B. Từ năm 2000 đến nay, Trí Quang chính thức bước vào lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Trong các vai trò diễn viên, anh được nhận vai diễn đầu tiên, nhân vật trong vai Vĩnh Tiến lúc trẻ trong bộ phim truyền hình Bến Sông Trăng. Đây cũng là lần đầu tiên Trí Quang xuất hiện tham gia một dự án phim của TFS. Tiếp sau đó là các phim, một dự án hãng phim của TFS, Lasta, Kiết Tường, M và T Pictures, hãng phim Xuân Phước, Các Tiên Sa, Sao Thế Giới, cho một số phim truyền hình như Xích Lô, Hướng Nghiệp, Ngã Rẽ Cuộc Đời, Anh Chỉ Có Mình Em, Nhịp Đập Trái Tim, Ký Ức Mong Manh, Taxi, Mây Trắng Ngang Trời, Tường Vi Cánh Mỏng và một số phim khác. Năm 2004, Trí Quang được nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tạo cho cơ hội với nghệ thuật cải lương trong chương trình Làn Điệu Phương Nam tại nhà hát thành phố, được nghệ sĩ nhân dân chỉ dẫn qua những bài tân cổ giao duyên, những vai diễn nhỏ trong các vở tuồng, từ video cho đến chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc của HTV. Đến năm 2007, Trí Quang từng lọt vào top 5 đề cử của giải thưởng truyền hình. Sau một thời gian tham gia phim ảnh, anh lấn sân vào lĩnh vực kịch nói và ghi dấu ấn với vai Tư Nhớ trong vở Nửa Đời Ngơ Ngác của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Năm 2008, anh tham gia bộ phim Mây Trắng Ngang Trời, đóng cặp với Ngân Khánh,
anh vào vai Phong bạn trai của Tím. Năm 2012, anh tham gia bộ phim Vợ tôi là số 1 của đạo diễn Nguyễn Dương, đóng cặp với Kim Tuyến. Anh vào vai Đại Phong, bạn trai của Mai Chi. Năm 2014, Trí Quang đã quyết định chính thức bước vào lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc với album đầu tay Tình đẹp quê hương. Với album này, anh được đông đảo khán giả yêu thích và đón nhận. Năm 2015, anh tham gia bộ phim Con dâu của đạo diễn Quách Khoa Nam, đóng cùng Kim Tuyến và anh Tài. Năm 2017, anh tham gia liên tục vào 3 bộ phim Vợ chúa chồng tôi, Thế thái nhân tình, Yêu phải liều. Năm 2018, anh có dịp tái ngộ với Kim Tuyến khi tham gia bộ phim Mật mã hoa hồng vàng của đạo diễn Quách Khoa Nam, anh vào vai An Khánh, bạn trai của Liêm. Tiếp theo anh tham gia một số phim khác, Dặm trường công lý, Không lối thoát, năm 2019, Những phận đời trớ trêu, năm 2021. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động nghệ thuật nhưng không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, anh quyết định tạm dừng công việc. Theo nam diễn viên chia sẻ, anh tỏ ra buồn chán nói: "Cách đây mấy ngày tôi có nhận vài kịch bản, nhưng nói thật coi xong tôi không muốn làm nữa. Tính tôi không câu nệ chuyện vai chính vai phụ, nhưng ít ra phải có đất diễn cho mình, hoặc phải có nội dung hay để mình làm. Chứ tôi không thể phí thời gian để làm những bộ phim nhạt nhẽo, mời cho có tên như vậy được." Anh nói thêm, phim ảnh bây giờ nhiều kịch bản rất tệ, không những thế, có lẽ vì kinh phí ngày càng eo hẹp nên chất lượng phim cũng không được tốt. Thật tình bây giờ, các C của mình còn thấp hơn hẳn so với 5-6 năm trước, thì làm sao làm được? Nhiều yếu tố cộng lại khiến tôi cũng chẳng còn tha thiết nữa. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia phim, nhưng khi nào có kịch bản ổn thì tôi làm. Về kinh tế, thì từ lâu nay tôi đã làm kinh doanh, nên không đặt nặng vấn đề làm phim để kiếm tiền. Còn để thỏa mãn đam mê diễn xuất, hiện tại tôi tập trung vào sân khấu kịch, nam diễn viên nói thêm. Về chuyện tình cảm, sau khi nổi tiếng bên phim ảnh, Trí Quang được mời về cộng tác ở vài sân khấu kịch. Tại sân khấu Nụ cười mới, anh bén duyên với một khán giả Việt Kiều, mối tình này kéo dài 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Bà xã làm thủ tục bảo lãnh nên Trí Quang có thẻ xanh và nhiều điều kiện trở thành công dân Mỹ. Đó cũng là một ước mơ của nhiều người. Thế nhưng, về sau giữa Trí Quang và bà xã đã không thể thấu hiểu nhau, mâu thuẫn ngày càng lớn, cuối cùng hai bên quyết định ly hôn, Trí Quang xóa bỏ tất cả giấy tờ. Về sau, Trí Quang có nhiều lần quay lại Hoa Kỳ trình diễn, nhưng anh đi bằng visa du lịch, biểu diễn. Kể từ đó, anh đã đoạn tuyệt với vợ cũ. Sau khi ly hôn, Trí Quang sống khá kín tiếng. Bước vào độ tuổi trung niên, nam diễn viên nói, anh không còn nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Có thể sau này, tôi sẽ hướng theo con đường tu tại gia. Trí Quang bộc bạch, ngay từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình phù hợp với đời sống tu hành. Càng sống nhiều, tôi càng hiểu rõ nghĩa vô thường của đạo Phật, thế nên tôi muốn có một cuộc sống thiên về tinh thần. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng gần như vậy rồi, mình không muốn bị vướng bận điều gì cả. Bây giờ thì tôi vẫn đi về một mình, nhưng vui với cuộc sống này, tôi có một căn nhà ở Củ Chi nên thỉnh thoảng mình về để nghỉ dưỡng, chăm sóc cây cảnh, nuôi chó. Sống một mình nhưng không cô đơn đâu, bạn bè tôi nhiều lắm. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.